Ok, Hiếu xin chào nhà nha. Mở đầu video thì Hiếu xin gửi lời chúc sức khỏe của Di Chúa gần xa và các anh em đồng nghiệp luôn có nhiều sức khỏe nha. Nay thì tiếp tục đi bắt ong nha. Nãy hai anh em ở đây cũng phát hiện được mỏ ong nữa, đóng tuốt trên cây nha. Đây, tuốt trên cây sao nha. Đây nè, đây nè. Rồi chúng em chào cả nhà luôn nha. Đây, xong gọi hết trơn nè, giờ chỉ cần là lên hút thôi cả nhà. Ừ. Mày này mà vô bắt nha. Mình leo lên luôn cái nhà này. Đốt trước đi, rồi trời nó gió nó không cháy nữa. Hiếu ơi. Hả? Rồi nó có dứa là vừa dọn cho nó kéo xuống nghe. Dạ. Dứa là vừa đó, dọn cho không kéo bự ra nữa. Đông những cây sào nha. Quá à, trời kiến vàng ta. Dạ. Trời, ông chú cũng nói lấy ông mà lấy cây chọt không à. Quá trời luôn. Ông đấu hình tròn luôn trời. Chấm voi luôn rồi. Chấm voi khủng long luôn rồi. Quá trời phấn hoa ta. Quá trời đó ông vậy ơi, bộ mộc. Thank you.
dám vô bích chịch luôn nha. Quá may mắn nha mày. Con ong nha. Đấy. Quá im luôn nha. Đây. Đấy nè. Quá im. Nhà thì hí thao tác hí cắt cái nhà con trẻ nó bay nha. Lấy phân hòa xuống luôn, có gì cho chú luôn ha. Đã nha, lâu lâu mới bắt được con ong gin. Còn miếng xiên nữa. Quá đã nhau mặt đầy luôn. Ôi trời, cục mặt cà phê. Quá đã nha. Quay. Giờ thì ấy thật đấy, cứ xuống luôn cả nhà. Để cục phân hoa vô đây cho chú nha. Sửa mấy cái tàu lá rồi nè. Xuống nè. Quá là may mắn đi. Thank you.
Im không? Trời ơi. Chú có uống rượu không? Không là nó ra vũ nhiều. Đó, đâu vừa đó ngâm rượu thì ngon. Cái này ngâm một cái uống chị nhất thiên sống. Cái này hả? À, nhức lưng rồi, nhức mỏi rồi hay lắm. Ngâm rượu ha. Ừ. Thơm dữ lắm. Cỡ chừng 15 ngày chú mở nắp ra chú hửi một cái rồi. Thơm phức luôn. Quá đã một mặt. Ừ, nào không? Có thấy con này đó. À, con nè. Ừ. Chám dồi nguyên ngổ luôn nè cả nhà. Quá phê. Này chắc cả lít rưỡi à. Thì hết sẽ up video nha. Thì nào có nữa thì hết sẽ review cho nhà xem sao. Mấy đổ.